19 năm nay đây. Thì 20 đứng ở đây hả? Sáng nay ngày là 19 tháng 6 2020. Đài Tiếng Nói Vì Dân cùng Trương Yến thực hiện với dân on ba miền chúng tôi đi đến đi đòi công lý. Công lý không trả mà lại không đền đáp, mà lại đền áp nhân dân chúng tôi tội bạc. Coi như ở đây là dân mất đất mất nhà, coi như là ở đây là nếu mà bảo vệ quân đội, công an thì quân đội bảo vệ cho đất nước, bảo vệ nhân dân, chứ không phải là bộ đội mà ra đây mà để đàn áp nhân dân. Bộ đội thì bận một đồ sắc phục vô, đồng phục vô, đừng mặc sắc phục mà ra đàn áp nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi cái cảnh mất đất, sống cảnh bằng trời chiếu đất, mất đất mất nhà. Vậy là cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi là không phải. Ở đây là người thật việc thật, người thật việc thật. Chứ không phải là coi như đi cướp cho các đáng viên đáng công sản. Chủ tịch tỉnh Bình Định ơi, Hồ Quốc Dũng ơi, đại biểu tỉnh Bình Định ơi, nghe chúng dân kiện rào không, đại biểu tỉnh Bình Định thui nát ơi, đừng có chui lửa cho mà nấp nấp lửa cho mà ăn no ngủ kỹ, đại biểu một hội Bình Định ơi. Đây là coi như là nhà ăn của bên quân đội. Đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo quan tham tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cướp đất hại dân, đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định cướp đất của dân, đá đeo quan tham các tỉnh cướp đất của dân, đá đeo tham nhũng, đá đeo công an Hòa Bình bắt người vô tội, đá đeo, đá đeo công an Hòa Bình bắt người vô tội, đá đeo, đá đeo công an Hòa Bình bắt người vô tội. Yêu cầu do quốc hội vào cuộc chủ công tập sáu năm ca hạ tết. Yêu cầu tướng Tô Lâm giao cuộc, tướng Tô Lâm giao cuộc điều tra, 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 đá đeo tham nhũng, đá đeo, đá đeo tham nhũng, đá đeo, đá đeo quan tham cướp đất hại dân, đá đeo, đá đeo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quốc hội Kim Ngân. Bộ là người già người trẻ không mà đã ác. 7:20 rồi. 7:20 rồi, 7:20 rồi. Không còn 15. Độc đài độc ác, ác với dân. Để dân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Ban đêm đi đòi ban ngày thì nó trốn tôi trong núi. Đi đòi ban đêm thì nó vô khách sạn. Anh em, ở trên nó dùm xuống. Thằng cha con đi mẹ bay. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con thẳng thắn đốc cha vào tư pháp quốc hội. Yêu cầu cho thành quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con thẳng thắn đốc cha bị quan phức, bị bỏ hạ tình.
anh giết người, bắt mẹ bốn năm trời con cho thay mặt. Yêu cầu chủ tịch quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con Thẩm Săn đốc cha Hà Tĩnh bị quan hoắt, những người bị bắt vô tội bị giết hại bốn năm trời con cho thay mặt đưa vào tù phạm quốc hội. Yêu cầu công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đã đâu công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đây là tượng đài Bắc Sơn, chỗ này là cổ bao chi tham nhũng của nhân dân chúng tôi, chỗ này là để nhân dân chúng tôi đau khổ, nhân dân chúng tôi quá đau khổ, nhân dân chúng tôi quá thương, đau thương là cái chỗ này, ta đang tham nhũng, ta đang tham nhũng, ta đang quan tham góp đất của dân, ta đang quan tham góp đất hại dân. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do dân chủ nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tự do. Đảng ơi, dân ở đảng ơi. Đảng ơi, trao quyền tự do cho dân đảng ơi. Đảng ơi, thả người dân quan vô tội. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con Thẩm Săn đốc cha trong quyết bàn tổng hợp quốc hội. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con Thẩm Săn đốc cha Hà Tĩnh vào quốc hội. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án con Thẩm Săn đốc cha Hà Tĩnh vào quốc hội. Đừng
dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Con tiếc nữa chàng dây khóc em hay, dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Mẹ nó ngồi trên xe mà mẹ bị sốt sắng lại nha. Vô xong bây giờ dân chúng tôi quá khổ sở, dân chúng tôi quá khổ sở, trời ơi, người thấy dân người ta đang ngon, đang coi con mắt ăn đang ngon, mà nó ngồi trên xe nó cười, đang viên đang công sáng ơi, các ngài ơi, các ngài quan tâm đến dân ơi, các ngài quan tâm đến dân, các ngài ơi. Thì cái đảng viên đảng cộng sản nó quá ác để hành hạ nhân dân chúng tôi cả đêm lẫn ngày, quá ác. Các vị triều đình bao che cái đảng viên đảng cộng sản quá ác, không trả đất ra nhà cho không trả công lý nhân dân chúng tôi, trong chúng tôi đã đi cắn đi cả đêm lẫn ngày như thế này mà tại sao các vị triều đình đã nhắm mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi để nhân dân chúng tôi cái nỗi đau khổ như thế này. Đưa vụ án vô tầm xăng đốt cha cả tư phạm quốc hội. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án vô tầm xăng đốt cha cả tư phạm quốc hội. Yêu cầu quốc hội Kim Ngân đưa vụ án vô tầm xăng đốt cha Hà Tĩnh cả tư phạm quốc hội. Yêu cầu đeo tham nhũng. Đeo đâu? Đeo quan tham cướp đất hại dân. Đeo đâu? Đeo đảng viên đảng cộng sản cướp đất hại dân. Đeo đảng viên đảng cộng sản cướp tỉnh cướp đất hại dân. Đeo đảng viên đảng cộng sản tỉnh Bình Định có đất hại dân. Đeo thằng Hồ Quốc Dân tỉnh Bình Định có thui nát đi có đất của dân. Trả đất trả nhà cho dân trọng phúc nhân ơi. Bao che 63 tỉnh thành ơi. Đường này là đường của dân. Đường xe đi về đường kia. Dậy mà đi, bà con ơi, có ai mất đất mất nhà bị đảng viên đảng cộng sản cướp không? Chúng ta dậy mà đi đòi bà con ơi, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Bà con ơi, đã triệt rất nhiều hôm rồi. Từ lúc phải ghế tới giờ bà con ơi. Quá nhà căn nhà này nó quá ác, cái đảng viên đảng cộng sản này nó quá ác. Nó quá tàn nhẫn đối với dân này bà con ơi.
Diện Thái, Diện Thái ở đâu? Đã đi sâu nó phải ba bố chưa đi sâu. Đâu? Ở hôm mình xe đó đi đường. Đâu vừa đó đâu kêu nó lại đây. Bà con ơi, nghĩ cá hàng loạt như vậy đi xuống đây dễ đứng. Coi như đang chỗ nào cũng chặn nhân dân chúng tôi. Sao để nhân dân
dân chúng tôi là người quan sát. Sao mấy ông không cho vào cuộc điều tra? Dân tôi là người quan sát. Dân chúng tôi còn không có tài sản mà nhà nước nữa. Đứng đưa lên. Vào cuộc điều tra. 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 Đứng đưa lên. Nói đầu đồng này ra đây. Nói đầu chủ tịch tỉnh Bình Thạnh ra. Nói đầu chủ tịch tỉnh Bình Thạnh nhục. Nói đầu đồng hồ gấp giống chủ tịch tỉnh Bình Thạnh nhục ra đây. Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Thạnh đã làm tham nhũng, tham nhũng đứng đầu cả nước. Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Thạnh đã tham nhũng đứng đầu cả nước. Yêu cầu lôi Hồ Quốc Dũng chủ tịch Bình Thạnh ra để điều tra đây. Đi xuống dừng nhà. Xe ông mà ra chụp một cái thì mắt hồn mắt dĩa ta tướng đâu xe tông chứ. Giờ nhân dân chúng tôi yêu cầu tướng Tô Lâm vào cuộc điều tra. Đã đâu anh tỉnh Hà Tĩnh bắt người vô thôi. Đã đâu. Đã đâu anh tỉnh Hà Tĩnh bắt người vô thôi. Đã đâu. Đã đâu anh tỉnh Hà Tĩnh giết người vô thôi. Đã đâu. Còn là cái gì nó? Nó kêu nó qua, nó kêu nó qua. Nó cố kêu nó qua. Sao bên này thì không ai đứng giữa đường này kêu cả. Nó đó đó. Đảng viên Đảng Cộng sản các 63 tỉnh thành đã cướp đất, cướp nhà dân chúng tôi. Dân chúng tôi không trả. Yêu cầu Quốc hội Kim Ngân vào cuộc điều tra, đưa vụ án quan con Tầm Săn đốc tra Hà Tĩnh ra ủy ban tư pháp Quốc hội. Yêu cầu Quốc hội Kim Ngân đưa vụ án quan con Tầm Săn đốc tra Hà Tĩnh ra ủy ban tư pháp Quốc hội. Yêu cầu. Tỉnh Hà Tĩnh giết người vô thôi. Đã đâu. Yêu cầu Quốc hội vào cuộc đưa vụ án con Tầm Săn đốc tra Hà Tĩnh lên tư pháp Quốc hội. Yêu cầu. Yêu cầu Quốc hội trả tự do cho bà Sang. Yêu cầu Quốc hội trả tự do cho bà Sang.
thấy mà bà con cả nước 63 tỉnh thành, bà con cả nước đã chia sẻ giùm mạnh lên của nỗi niềm đau của cư dân chúng tôi mất đất mất nhà. Nhân dân chúng tôi xuống đường đòi công lý mà nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản không trả nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi cả ngày lẫn đêm như thế này, nhân dân chúng tôi sức lực gì đâu nữa. Đại biểu Quốc hội Bồi Nhân, đại biểu Quốc hội Bồi Nhân, đại biểu Quốc hội Bồi Nhân, đại biểu Quốc hội Bồi Nhân. Yêu cầu Quốc hội Bồi Nhân đưa vụ án quan phong thẩm săn đốt cha Hà Tĩnh ra ủy ban tư pháp Quốc hội. Yêu cầu đã đạo Hà Tĩnh, Hà Tĩnh giết người dân thôi, đã đạo công an Hà Tĩnh giết người dân quan vô tội, đã đạo. Yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân đưa vụ án quan phong thẩm săn đốt cha Hà Tĩnh ra ủy ban tư pháp Quốc hội. Kêu Quốc hội Bồi Nhân ra kìa bà con ơi, Quốc hội Bồi Nhân ra nhau ra luôn bà con ơi, nó chết một lịch bên đây là lết ra luôn bà con. Đại biểu Quốc hội tên Bình Định quá Bồi Nhân, nghe đại biểu Quốc hội Bồi Nhân từ ngày xe 16 số 19 là đại biểu Quốc hội tên Bình Định, bà con tên Bình Định nhau ra luôn. Bà con tỉnh Bình Định ở đâu nhau ra đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định số xe 19. Số xe 19 là đại biểu tỉnh Bình Định. Số xe 19 là đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Đây bây giờ đại biểu tỉnh Bình Định. Đại biểu tỉnh Bình Định. Đại biểu tỉnh Bình Định anh cướp. 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 Đại biểu tên Bình Định anh cướp, đại biểu tên Bình Định anh cướp, đại biểu tên Bình Định anh cướp. Rồi đại biểu tên Bình Định vô rồi đấy. Đại biểu anh cướp của dân. Toàn bộ đây bao che đi cướp của dân không? Đừng làm ở đây thôi, đi lên đây để làm gì? Dạ anh cô dân là phải trả lại cho dân, cướp của dân phải trả lại cho. Đá đâu? Đá đâu? Tôi làm đâu? Tôi làm đâu? Trong công an đang ép ngồi đây. Tôi làm đâu? Tôi làm. Tại sao công an đang ép ngồi dân? Tôi làm đâu? Đá đâu? Tôi làm đâu? Điều tra ngay tụi đây đi. Tôi làm đâu? Không phải là chỗ người.
Tôi đã làm đâu? Tôi đã làm đâu? Người ta ngồi đây. Nhảy ra đây, bà con nhảy ra đây. Đại biểu Quốc hội bồi nhìn đây. Đại biểu Quốc hội bồi nhìn ở đây đây. Đó là người đại biểu Quốc hội bồi nhìn. Đại biểu Quốc hội bồi nhìn đây, bà con ơi. Đại biểu Quốc hội bồi nhìn đây. Anh cướp, đại biểu anh cướp. Đại biểu anh cướp. Đại biểu anh cướp. Đại biểu anh cướp. Đại biểu bồ hồ Quốc hội bồi anh cướp. Đại biểu Quốc hội anh cướp. Đại biểu Quốc hội anh cướp. Anh cướp. Đại biểu Quốc hội anh cướp. Bà đứng trên đi. Tê đây. Tê đây. Thương tôi kêu là đại biểu Quốc hội anh cướp. Cái thằng đại biểu Quốc hội là bồ nhìn. Đại biểu Quốc hội bồ nhìn anh cướp. Anh cướp, anh cướp, anh cướp. Anh cướp cái bọn, anh cướp cái mặt lâu, anh cướp. Cái mặt đó. Cái mặt đó. Bây giờ không có lên xe. Bà con hay ngồi xuống hết đi đường đi. Ngồi hết xuống đường. Không có lên xe, ai lên xe đâu. Bây giờ nó không trả mình, mình không có lên xe làm gì. Khổ nó còn khổ nữa lắm. Mệt chết mất. Lên xe làm gì? Ai cho biết? Cái lên xe, bà con bây giờ ngồi xuống đó hết đây. Bà con ngồi xuống đường hết. Mấy xe lên xe này cho mát đi. Đi lên xe, mày lên xe đi. Đứng đi xe đó. Hả? Rồi Quốc hội về rồi. Bọn nó không có cái lương tâm đâu. Lương tâm nó chết, nó hết rồi. Lương tâm nó chết anh hết rồi. Cho đỡ đám dân đang cần sang qua thôi nè, anh có tập trước nhà của dân. Lên. Coi như nhà chị này là coi như là chồng á, một cây cánh phải cánh trái của cụ Hồ mà còn vẫn cướp. Nói văn cướp, cướp đến nơi rồi, ông cướp với gia đình liệt sĩ, cướp gia đình có công cách mạng này cũng vắng đi cướp. Ông ơi, tôi quả ông ấy chết rồi. Ông ấy chết rồi, con tôi đi về đừng có tiền chết tôi đàng ơi. Chờ tôi lấy gì mà ăn ở đây đàng ơi. Đàng ơi là đàng ơi. Hiền. Con ghế này hiện tại lên là không được. Lê Hiền. Cầm không phải lên, để người ta ngồi xuống đường đấy. Ngồi xuống hết trong đường, không đưa lên. Ngồi xuống rồi. Đâu vậy? Chắc tụi có nhiều cho bão quá. Nghe tiếng này tí cho bà con lên. Còn toàn là
Cương cả. Toàn là bao che cướp. Toàn là bao che cướp thằng á. Để xe ngại cái chỗ. Đây chú lên sớm em. Đây đi mà. Một ngày anh hết bao nhiêu tiền của cô thầu đó. Sáng hả? Đó. Đi lạc hết, tùm lum. Đi ra đằng kia xong rồi thấy đi ra đây. Thấy cháu đứng rồi đó. Vâng, cháu đứng bên kia. Rất đông, rất mời, rất toàn là đã rồi nó bao vây đến mà đàn áp dân chúng tôi đi, đàn áp dân chúng tôi không cho chúng tôi đi mà đòi công lý, thằng nó gọi thối nát không, hèn với giặc mà ác với dân không, toàn bộ là hèn với giặc ác với dân đấy. Lên để hết kia rồi đóng cửa lại nó tài ơi. Rồi xong đó trời ơi, em sẽ đem tiền rồi. Đi Hà Đông luôn nhá, đi Hà Đông luôn nhá. Đi hết đi anh, đi luôn luôn à. Đó quá tàn bạo với dân. Bây giờ là mỗi người mỗi ấy, như người dân ấy là mệt khổ, mệt người như mỗi người già. Khổ sở. Mọi người già đó không ai mà nằm lơi lết dưới đường thoát được hết. Toàn bộ là người già lúc tối đến nay. Không chắc ngồi ruột cô ta. Lúc này ghế bây giờ ai cũng mệt mỏi hết. Bác vào hành công này đi bác ơi. Người ta có toàn người bán xác. Đó là đường bộ chính trị cho anh con người ta. Không, không có bệnh. Yêu cầu trả nhà trả đất để cho dân cái chỗ ơi. Bây giờ họ lại trả trả đất thì không trả đất ta. Thì ba phải chủ tịch cướp đất cướp nhà phân lô bán nền. Chính phủ ơi. Cô nhân dân chúng tôi đó, mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi là kia điều bao nhiêu là càng tăng nhiều, càng ngày là càng nhiều, không trả một người nào hết, không chỉ đạo trả một người nào hết. Còn chị này là coi như là ba đời trong ở thiền mất sạch ơi. Điện nó cắt, điện nó cắt, nước nó cắt, tài sản nó lấy nó đổi xuống sông. Chồng tôi oan quá, chồng tôi chết rồi. Con mới đi viện không có tiền mà chết. Chờ tôi ăn chi mà sống với đảo ơi. Đi vào về đất nước chứ. Đây là mọi người chia sẻ giùm cho nhân dân chúng tôi là một nhà cầm quyền đang cộng sản, đáng nhiên đang cộng sản đã cướp đất cướp nhà sập cho chúng tôi để chúng tôi những niềm đau khổ như này. Đất nước sẽ về đâu, đi đâu, nhân dân chúng tôi đi lên nó đâu, đi đâu về đâu bà ơi. Nhân dân ba miền chết hết rồi bà ơi. Sự việc của chị đó là con đấy, nhân dân chúng tôi đi đâu về đâu. Con tôi đây này, chồng tôi đây này, em có tất quả mình biết rồi. Dây tới đây chị. Tôi đi viện không có tiền mà chết. Ơi tôi giờ ăn chi uống chi mà sống nữa trời ơi đảng ơi. Bên nội gì bên cướp đảng này là chồng. Bên tay trái là con, bên tay phải là vợ, là cô bà Liên đấy. Bà Hồ Thị Liên thì em đây. Ai có mạng lên Hồ thì cứu tôi với đảng ơi. Ơ đồng bào ơi. Hãy chia sẻ cho dùm cho nỗi khổ của dân oan ba miền chúng tôi.
cướp, cướp sạch. Gia đình có công cách mạng cũng cướp, gia đình liệt sĩ cũng cướp, gia đình đi theo cách mạng ba đời cũng cướp, gia đình có công cách mạng cũng bị cướp. Như vậy thì coi như là đi đâu phải là đảng viên đảng cộng sản mình quá thúi nát không. Còn hộp, còn hộp 500 đại biểu, bằng 500 đại biểu mà mấy mươi ngày nay, mấy chục ngày nay coi không có lương không, nhắm mắt làm ngơ chứ không nói cho tới nhân dân chúng ta, không nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế nào. Xin cho mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, ba miền chúng tôi có thật mạnh lên để nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam này thế trẻ đất trẻ nhà nhân dân Việt Nam này. Chúng tôi ổn định cuộc sống, đất nước sẽ minh bạch, đất nước sẽ trong sạch, cần tới đất nước này bắn thiếu dơ giấy nhân dân chúng tôi đi về đâu, biết về đâu, đi đâu về đâu. Xin mọi người đã chia sẻ cùng dân ơn ba miền chúng tôi, xin cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ, xin trân trọng kính chào thân thương lớn nhất mọi người đã chia sẻ, xin chào.